Chào các bạn. Chủ đề hôm nay của chúng ta là nhân quả nào họ gánh nhận khi làm tổn thương bạn. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp nhận trải bài một cách rất tích cực. Và mình chỉ nói theo những cái điều lá bài hiện lên và không phải nói những điều bạn muốn nghe. Và sau đây là trải bài của các bạn. Và đối tượng là chính những cái nhân vật đã gây sự tổn thương cho bạn. Và họ đã gánh chịu những gì trong thời gian hiện tại. Và các bạn có lá The Hermit. Và các bạn cũng có lá The Hand of One. Tiếp theo là chúng ta lại có lá 10 tiền. Thì sau đây mình xin giải trải bài. Những cái người đã làm tổn thương bạn khi xưa gây ra cho bạn nhiều cái sự đau khổ dằn vặt về tình cảm cũng như là cảm xúc mình mất đi, bạn chơi với cuộc sống này. Thì khi lá bài The Hermit này xuất hiện, nó chứng tỏ thì cái người này đang bị rất là cô độc, phải đứng một mình trong cái hành trình đi tìm bản thân của họ. Khi nào họ thấy ra được cái việc mà họ cần phải thay đổi bản thân, khi mà ánh sáng của sự thông tệ đưa vào họ thì từ đó họ mới thay đổi. Và đây là một cái người đang đi tìm kiếm bản thân rất là nhiều. Và cái người này đang có sự rút lui khỏi ra những cái mối quan hệ và những cái mối quan tâm ở thế giới bên ngoài. Đó là cái sự rút lui, họ không có muốn cảm xúc của mình bị trói buộc bởi người khác. Cái sự rút lui này để họ nhìn thấy là họ cần cái gì và muốn gì. Và hiện tại là người này sống ẩn dật và trầm lặng, có rất là đơn độc. Nhưng cái đơn độc này nó để anh ta quan sát cuộc sống xung quanh như thế nào. Nếu mà anh ta biết đem cái trí tuệ vào cuộc sống của mình thì đây là một người rất là hay để dẫn đưa người khác. Nhưng rất tiếc nếu như cái người này không có biết đem trí tuệ mà đem sự đau khổ đau cho người khác thì nó ngược lại nha các bạn, hại người nhiều hơn. Và bản thân của người này, họ chỉ muốn sống một cuộc đời độc thân, tránh xa những cái phức tạp của tình yêu và hôn nhân. Do đó mà khi mà chúng ta gây cái sự phức tạp trong tình yêu là đương nhiên là họ sẽ bỏ chạy nha các bạn. Thì đối với họ tình yêu nó không có quan trọng. Thế nên dù cho bạn có dốc hết cái sức lực của mình vào cái mối tình cảm này thì họ tuyệt nhiên không có động tâm hay để ý đến bạn. Bởi vì tâm thế của họ là một trong những tâm thế rất là cao ngạo, một trở ngại rất lớn đối với họ trong cái việc họ xây dựng tình cảm đối với ai. Thế nên cái việc mà bạn muốn có được tình cảm từ người này thì tuyệt đối rất là vất vả. Và trong một cái mối quan hệ mà khi cái người này xuất hiện là sẽ thấy ra một sự bế tắc các bạn. Quen cái người này là sẽ không có lối thoát cho bạn. Bởi vì cái người này họ có một cái chất chứa là họ sẽ không có chia sẻ những cái mối quan hệ quan tâm đến người khác. Mà trong mối quan hệ lâu dài thì họ cũng cần có nhiều cái không gian riêng. Và bạn sẽ tủi thân rất là nhiều và có những cái thắc mắc trong đầu bạn. Trong khi mối quan hệ với người này, bởi vì họ rất là vô tâm, thờ ơ, lạnh nhạt đối với bạn. Và cá nhân họ sau khi làm tổn thương các bạn thì họ đang bị trì trệ rất là nhiều các bạn. Đây là cái thời điểm họ cần phải sắp xếp là các ưu tiên trong cuộc sống, thậm chí lối sống sai lầm. Và đây là một cái lúc mà họ phá vỡ những tình trạng trì trệ của hiện tại. Cần là cần soi sát cái nội tâm để biết mình cần gì và không cần gì, biết cái điều mình làm không gây hại cũng như không làm tổn thương cho ai khác. Họ cần một bài học cho chính họ. Và mình cũng không lấy gì lạ khi lá bài The Hanged Man này xuất hiện trong trải bài. Thì nó chứng tỏ đây là một con người rất là ích kỷ và rất là do dự trong tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống. Khi mà nó xuất hiện, nó nói rằng cái người này sẽ mang đến cho các bạn một những rắc rối rất lớn trong đời của bạn. Và bạn sẽ không bao giờ tin cái người này không phải như bạn nghĩ nha các bạn ơi. Nó rất là khác. Đây là một người rất là bướng bỉnh. Và anh ta không bao giờ cho anh ta sai các bạn. Mặc dù trong cái tình thế đang bị treo lơ lửng trên cây như vậy, bị mắc kẹt như vậy, nhưng mà anh ta cũng không tỏ ra giận dữ mà rất là thoải mái. Vì anh ta nghĩ cái khả năng kiểm soát tình huống anh ta đang tốt, nhưng mà thật sự không phải vậy. Đây là một rất điềm gở trong trải bài đại diện cho cái người ai đó xuất hiện trong đời bạn. Và bản thân của bạn và họ đã chơi một cái trò chơi tình yêu quá sức của cả hai. Bởi vậy cả hai đang lại mang lại những vấn đề rất là lớn mà không có biết sẵn sàng để xử lý nó. Và khi nó nói về một cái nhân vật
là cái người đã làm tổn thương cho bạn. Thì đây là một ý nghĩa mang lời cảnh báo rất là quan trọng, là bạn phải cẩn thận với những hành vi độc hại của người này và quyết định một cách thẳng thắn xem liệu có đáng chịu đựng tất cả những lời tổn hại cũng như người này gây ra hay không. Đây là một lời cảnh báo rất là nha các bạn, rất là lớn, bởi vì những xung đột và những cái sự hung hăng hoặc sự hờ ơ, vô tâm sẽ làm ảnh hưởng đến bạn về lâu và về dài rất là nhiều luôn á. Và đương nhiên cái việc buông bỏ một cái người thờ ơ vô tâm này là tùy thuộc vào bạn. Bởi vì qua những cái lá bài này, cái lá bài kế tiếp mình sẽ xem cho bạn. Bởi vì cái lá 10 tiền này là một cái lá bài tương đối là phức tạp, vì nó đòi hỏi bạn rất nhiều về cái niềm tin vào bản thân của mình, bất chấp đời nó ném cho bạn cái gì vào nữa. Thì cái thông điệp là khi mọi thứ lúc này vẫn còn thiếu sót, vẫn còn bừa bộn, tất cả mọi thứ còn rất là kinh khủng đối với bạn, nhưng mà tương lai tươi sáng thì đang vẫn chờ đợi bạn ở phía trước. Đây là một lá bài nó chỉ thị rất là rõ ràng là bạn đang thực hiện một cái số sự thay đổi nào đó, nhưng mà cái sự thay đổi này nó thực sự không có phù hợp với bản chất của con người bạn. Do đó bạn phải nhìn lại xem cái hành vi thói quen gần đây của mình, đặc biệt là những cái thứ mà có sự thay đổi, tự hỏi xem là liệu bản thân bạn có thấy hạnh phúc với sự thay đổi đó không. Nhiều khi bạn nghĩ cái sự thay đổi đó nó sẽ khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng mà điều quan trọng nhất á, là bạn phải hướng tới cái điều mà bạn thực sự của con người bạn, chứ không phải là mượn một hình ảnh của ai đó hoặc là bạn đang sống không có đúng với cái nội tâm của mình, để từ đó bạn gây ra thêm những cái việc rắc rối thêm cho đời sống tình cảm của mình sau này. Và khi mà cái lá bài này xuất hiện, nó cũng cho thấy rằng cái việc bạn có vẻ như đang rất là tự cao về bản thân mình là chưa có hợp lý nha các bạn. Các bạn phải nên xem xét lại là cái việc mình khiêm tốn là điều cần thiết lúc này, trừ khi mà bạn muốn cho người khác tránh xa mình với thái độ mà không khiêm tốn của mình, bởi vì cái mối quan hệ của bạn hình như cũng bị ảnh hưởng bởi cái việc này. Thì do đó mình mong là các bạn sẽ thay đổi, bỏ đi cái thói quen cũ cũng như lối sống cũ, và bạn sẽ thấy là cái lá bài này nó sẽ đem đến cho bạn một cái tương lai rất là tốt đẹp, vì tiền chẳng là vì tình luôn. Các bạn có một cái mối quan hệ sẽ đảm bảo bạn một tầm cao mới nếu như bạn thoát khỏi được những cái thay đổi định kiến xưa cũ về những cái quan niệm về cuộc sống của mình. Sau đây mình xin gửi thông điệp Oracle của những thiên thần hộ mệnh muốn gửi đến cho các bạn, đó là cái sự tận hưởng, cái sự bạn an trú tận hưởng hạnh phúc từ chính cái nội tại của bạn. Đây là một trong những cái nguồn năng lượng cao nhất cho tất cả những điều phép thực được hiện thực, trở thành hiện thực nhất đến các bạn. Cái việc mà bạn đem cái suối nguồn của sự tận hưởng hạnh phúc này, bạn mang cái lòng biết ơn của mình đối với một cái món quà, bởi vì trong mỗi cái giây phút, cái phần mà bạn tận hưởng hạnh phúc của chính nội tâm, nó sẽ cho phép bạn thu hút và như sáng tạo ra những cái việc làm rất là tốt. Những cái tương lai và hiện tại của các bạn sẽ được một cách nâng lên một cái tầng cao mới rất là cao, và có thể thực hiện được tất cả những ước muốn của bạn sau này. Và mình xin kết thúc trải bài ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.